Xin chào tất cả các bạn, mình là Tùng đến từ APA Academy. Thì theo các bạn, việc đầu tiên sau khi các bạn hoàn thành bản vẽ thiết kế và chuyển sang giai đoạn thi công thì các bạn sẽ làm việc gì? Đó là việc xin cấp phép hồ sơ thi công. Và nhân tiện ngày hôm nay thì bên đối tác của APA có một công trình chuẩn bị thi công tại tòa The Magic One, một trong những căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội. Thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn chi tiết các bạn làm một bộ hồ sơ cấp phép thi công làm sao cho đầy đủ và chi tiết nhất nhé. Cùng theo chân mình nào. Trên tay mình đây là một bộ hồ sơ đăng ký thi công mình vừa xin ở quầy lễ tân. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn điền những cái nội dung chi tiết ở bên trong nhé. Cái bộ hồ sơ đăng ký thi công này thì nó cũng tùy thuộc vào từng chủ đầu tư mà nó cũng sẽ có sự hơi khác nhau một tí, nhưng mà thông thường thì nó sẽ gồm có một giấy đăng ký thi công, các bạn có thể thấy đây có, và một giấy ủy quyền thi công, sẽ ủy quyền cho chủ đầu tư, sẽ ủy quyền lại cho một người nào đấy ở bên đơn vị thiết kế, và một cái phiếu nữa đó là phiếu cam kết thực hiện nội quy thi công. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn điền chi tiết từng nội dung nhé. Ở đây thì là một bộ hồ sơ đăng ký thi công đầy đủ mà mình đang chuẩn bị tại đây. Thì ở trong bản đăng ký này, bộ hồ sơ này thì sẽ gồm có thứ nhất là tờ đăng ký thi công, thứ hai là giấy ủy quyền thi công, thứ ba là cam kết thực hiện nội quy thi công, và kèm theo là một bản nội quy thi công của chủ căn hộ, của ban quản lý tòa nhà. Đấy. Và tiếp đến là một bộ hồ sơ cấp phép thi công ở đây. Rồi, chi tiết thì tất cả các bạn cứ điền vụ như kiểu phần đầu tiên này thì là sẽ là điền của chủ nhà nhé. Đấy, ban quản lý tên tôi là sở hữu căn hộ bao nhiêu, thì là đây chỗ những cái khu vực này là chỗ của chủ nhà này. Đấy, còn người được ủy quyền này thì thông thường sẽ là cái người giám sát cái căn hộ đó, hoặc là một người đại diện tại bên đơn vị thiết kế. Thông thường thì là sẽ là bạn giám sát, để bạn giám sát đó có thể là linh động cũng như là trực tiếp chỉ đạo công trình nó tốt nhất và nhanh nhất. Ví dụ như từ đây thôi là bạn bên tôi đây, người được ủy quyền là bạn Nguyễn Văn Anh. Điện thoại của bạn là 0977476858. Nhà thầu thi công là công ty cổ phần Kiến Trúc Nội Thất Maso Việt Nam. Hạng mục tiếp theo là nội dung thi công. Ở nội dung thi công này thì các bạn sẽ điền các hạng mục thi công của mình vào đây. Ví dụ giả sử các cái công trình của bạn có cải tạo thô hay không thì các bạn có thể ghi chi tiết ở đây. Nếu mà giả sử các bạn không cải tạo thô mà chỉ cải tạo phần nội thất thì các bạn có thể là điền thi công nội thất. Vừa rồi là mình đã vừa điền xong các cái thông tin cơ bản ở trong một bộ hồ sơ cấp phép thi công. Thì sau khi các bạn điền xong những cái thông tin này thì chúng ta cần một bước nữa là xin chữ ký của chủ nhà. Thì toàn bộ các bộ hồ sơ về nội quy thi công này thì chúng ta cần xin chữ ký nháy của chủ nhà toàn bộ tất cả các trang nhé các bạn nhé. Và hai bộ hồ sơ cấp phép này, đây hai bộ hồ sơ cấp phép mà mình đang cầm trên tay đây. Đấy, thì các bạn cũng sẽ phải xin chữ ký của chủ nhà ở tờ bìa nhé. Trong một bộ hồ sơ cấp phép thi công này thì sẽ bao gồm những bản vẽ gì thì mình cũng sẽ giới thiệu qua cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn nhé. Trong hồ sơ cấp phép thi công này thì nó sẽ bao gồm những cái bản vẽ là, thứ nhất là mặt bằng bố trí hiện trạng, nội thất hiện trạng. Nếu mà các bạn có cải tạo lại hay là sửa đổi gì về nội thất thì chúng ta sẽ có một cái bản vẽ gọi là bản vẽ nội thất cải tạo đây. Đấy, các bạn có thể thấy đây là một bằng nội thất cải tạo. Và ở căn hộ này thì chúng tôi có cải tạo lại cả sàn, thì chúng tôi có thêm một cái mặt bằng lát sàn mới. Tiếp đến là những cái mặt bằng trần thạch cao hiện trạng, mặt bằng đèn bố trí hiện trạng. Tiếp đến đó là mặt bằng bố trí đèn cải tạo. Đấy, nếu mà các bạn có cải tạo tất cả những chi tiết nào ở căn hộ đó thì các bạn đều phải có mặt bằng chi tiết hoặc là bản vẽ chi tiết nhé. Đây, mặt bằng công trợ, mặt bằng bố trí công tắc ổ cắm hiện trạng. Còn đây là mặt bằng bố trí công tắc ổ cắm cải tạo.
sẽ có những cái phòng trục cải tạo, mặt bằng bố trí của cam cải tạo. Đấy, còn mặt bằng điều hòa của căn hộ này thì chúng tôi giữ nguyên. Đấy, thì sau khi các bạn hoàn thành tất cả những cái giai đoạn đó thì chúng ta có thể gửi lại toàn bộ bộ hồ sơ này cho ban quản lý. Sau 5 đến 7 ngày thì ban quản lý sẽ phản hồi lại xem là bộ hồ sơ của chúng ta đã được duyệt hay chưa nhé. Một số lưu ý mà các bạn khi làm hồ sơ cấp phép thi công này, để tránh cái việc các bạn làm sai sót cũng như là thiếu, dẫn đến việc chúng ta lại phải quay lại làm hồ sơ hoặc là nộp lại lần thứ hai, thì có một số mình thấy là có một số cái thiếu sót thường nhất là về vấn đề là các bạn giám sát hoặc là người ủy quyền thường thường là không photo cái chứng minh thư của mình và kèm theo hình ảnh nhá. Đấy, đấy là cũng là một cái hay thiếu sót này. Và có thể là một cái nữa là cái phần bản hồ sơ hoàn công của chủ nhà, thường thường một số căn hộ là sẽ yêu cầu là có cả bản photo hồ sơ hoàn công của căn hộ đó và gồm tất cả cái ký nháy của chủ nhà, thì các bạn cũng có thể lưu ý ở một số chung cư. Còn cơ bản là việc xin một bộ hồ sơ cấp phép thi công nó không quá là khó khăn, tại vì nó đã có những cái hướng dẫn rất là chi tiết ở đây rồi. Thì hy vọng những cái chia sẻ này sẽ giúp các bạn làm một bộ hồ sơ cấp phép nó hoàn chỉnh nhất và tối ưu nhất nhé.